Ok thì mọi người ơi, thì trong lúc mình quay ấy, thì nó Ok bị gặp trục trặc cái OBS của mình, nó khiến do cái video mình không được quay. Cho nên khi quay xong là nó có tiếng thôi nè, mà nói chung là coi như là cái video nó coi như là không có hình luôn. Trời đất ơi, thiệt tình. Ok, bây giờ mình sẽ đi farm. Hiện tại mình đang là level 828, thì mình đang farm ở cái khu vực cái bãi quái ha, gì ta. Nói chung là các nhà khoa học ấy. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình có farm nát bên này rồi farm con quái đại mình. Sau đó thì mình rớt những cái vật phẩm như là kiếm dài này đấy. Rồi trong thời gian giữa hai tập mình có đi quay trái quỷ hai trái này rồi mình quay này. Còn cái trái này thì mình đánh nhà máy rớt nè. Còn cái trái này mình đi quanh map mình lượm nhé. Trái này thì mình quay này, đó, trái này quay nữa này đó. Đấy thành quả thì mình thấy là họ nói đây là trái ngon nhất phải không? Thì cái trái này là một cái trái portal, chắc là trái giống kiểu như tạo cổng đồ đi qua đi lại các kiểu gì đấy, nói chung là vậy. Còn cái nữa là nói chung là mình đang tập bung ấy, thì mình tập bung được cái cây kiếm cyber khổng lồ anh em nhìn nè, thì nó đơn giản thôi biết đấy, to là thấy không. Cái quất chiêu cũng bình thường nhưng mà lưu ý là đừng có đậu vũ khí nha, là cây cây kiếm nó sẽ quay vào cái hình dáng ban đầu của nó luôn. Thì cái khó nằm ở đây là cái mấy con quái ở cái khu vực này nó đứng cách xa nhau quá, hiểu không, nó quá luôn á. Ê, mẹ sợ bi ca, sợ bi ca hả? À, trời khói này. Ôi, sợ bi ca hả? Sợ bi ca. Nhưng mà khi bọn này ở xa quá thì nó sẽ bị respawn, nó quay về chỗ cũ. Tại nó đi gom lũ này rất là mệt. À quay nữa, không biết mình đã random được chưa. Để mình đi xem. Mua nhá, 149.200 này. Mua liền, ra gì? Á đục, ra cháy lửa anh em. Cũng coi như tạm tạm đi, cháy lửa tăng hình, phải nồi cất vào kho đều tính sao. Bây giờ kho mình có thêm một trái nữa là cháy lửa ha. À, vào bộ sưu tập bá đạo của mình. Nói chung mình thấy còn rất rất là nhiều trái mình chưa có cho vào kho đồ được. Một đống trái luôn, như nhất là những trái huyền thoại nha anh em. Ví dụ như trái chấn động thì mình từng thử qua rồi nha. Thì cứ cho nhà mình có rồi đi. Trái phượng hoàng chưa nè, trái trái nhạn chưa. Ui, trái bỏ thô nó đắt hơn hai trái này luôn. Ôi ngon thế. Mà nó vẫn thấp hơn trái lôi nè anh em. Đây, đây là trái mình thích nhất. Wow, quá đã luôn. Trái báo, trái rồng, trái Big Mom, trái của Lo này, trái của cái thằng gì đó cài ngục gì đó quên rồi. Trái bóng tối. Trái lấy bóng của cái gì qua đầu ta? Cái thằng gì đó mà Gecko Moria gì đấy. À đúng rồi. Ok, back to work. 5 minutes later. Ok, thì trước khi mình chuẩn bị farm tiếp thì mình muốn cho anh em biết rằng thì mình có tạo ra một cái server Discord, thì anh em có thể join bằng cách bấm xuống cái phần bình luận, thì mình để cái link ở dưới đó, thì anh em có thể nhấp vào để có thể join được đội quân của mình. Thì còn nữa, nếu anh em nào muốn join băng hải tặc của mình thì hãy vào game ha, thì mình sẽ mời anh em vào cái băng hải tặc của mình. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ cố farm lên 850 level để có thể đánh được cái con Jeremy trên đó. Thì mình có trong thời gian hai tập mình có đánh thử rồi nhưng mà nó không có rớt cái áo choàng ấy. Thì nó là một cái áo choàng đang tăng cho mình là 250 máu và 250 năng lượng này. Còn cộng thêm 8% đam vào vũ khí hay là cận chiến nữa. Nói chung là nó cộng tổng đam vào tất cả các loại luôn ấy. Okay, bây giờ mình sẽ biến Phật ra chém nhanh nhanh. 5 Ok anh em ơi, thì mình mới mua được cái chiêu thức hơi thở của rồng ở trên chỗ này anh em nè. Khi mình bấm vô thử thì nó bảo là mình phải có được 1.500 nguyên thạch nha anh em. Thì lúc đó là mình có 2.000 nhá, mình còn dư có 500 này, vãi đi chứ. Ôi vãi, lúc đầu mình tưởng đấy là NPC gì. Mình nhấp vào cái, ui, nó bán hơi thở của rồng anh em, wow. Ơi mình không biết cái chiêu một nó là gì, để mình biến vật đánh cho dễ ha. Ok. Ui, đánh ra cái tiếng đã thế. Wow, đam cũng to nữa anh em. Ui đam to đấy. Mày. Trời ơi, lên cái đống cấp. Lên bao nhiêu cấp ta? 32 cấp, để coi. Mình giết 4 con thử lên bao nhiêu. Ban đầu mình có tưởng mô nó sẽ xài tiền để có thể có được chứ. Hóa ra nó cần nguyên thạch anh em ơi. Vãi, nó rẻ vậy luôn hả? Trời ơi, cứ tưởng gì ghê lắm. Úi dồi ôi, đã này. Cái này là chiêu thức của Sabo thì phải. Thì cái con ABC ở trên nó mình thấy rất là giống Sabo luôn.
Úi dồi ôi, đã ghê quá. Rồi để mình lên mình đánh Jeremy cho nhiều kinh nghiệm nha anh em. Mấy cái con lắc nhắc này nó ít quá. Đây là những cái chiêu thức duo của Sabo. Ok, mình sẽ chuyển qua cái này mình đánh nè. Mình sợ nó chết. Vãi nào đi chứ. Đánh nè, đánh nè. Ui dồi. Đấy, bị gì. Ê, 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 anh em ơi. Mình dính cao tròn đen rồi. Cái này hay nha. Ui dồi ôi, dính rồi. Quá đã. Biến nhỏ lại cái coi. Nhìn biến to, nhìn khó coi quá. Ok. Ui dồi ôi, cuối cùng cũng có anh em ơi. Ngầu quá. Ủa, gì vậy? Nghe tiếng ai đánh vậy ta? À, chắc là những người chơi khác. Ok, có áo tròn rồi anh em ơi, quá đã. Bây giờ mình sẽ tiếp tục farm lên thêm 20 cấp nữa. À không, 18 cấp nữa chứ. Để có thể nhận được nhiệm vụ đánh Jeremy. Thay vì mình đánh không như hồi nãy là mình để mình lấy áo tròn anh em. Úi dồi, cái này đánh đẹp nè. Nhưng mà nó không có hiệu ứng giật điện giống như bên cái electric. Thành ra nhìn cũng không đẹp lắm. Nhưng mà đánh nhìn đó, đó. Nhưng mà âm thanh đấm nó rất là nghe, rất là đã tai luôn. Nghe giống kiểu bị lửa đốt nổ pập 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 á. Giống như pháo luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu qua lại công việc farm. 5 minutes later. Này thì chém vào này. Ở cái bọn này có đứa nói chung là nó chơi trái quỷ rất là ngẫu nhiên nha anh em. Nào nó chơi trái lửa, nó chơi trái khói này, nó chơi trái sờ bike này, chơi trái bom nữa anh em. Trời đất ơi. Mình bị giết rồi anh em ơi. Thiệt tình luôn. Đâu ra vậy ta? Ok anh em ơi, thì mình mới vừa lên được cấp 849, chúng ta còn cấp thôi, yeah. Ok, thì hiện tại mình coi thử mình đủ giờ để mình có thể quay trái quỷ cho nữa. Coi nào, ra được không? Không được anh em ơi, nó bảo mình cần thêm 50 phút nữa, gần cả tiếng luôn. Thì cái server kia ấy là do mình bị giết trong lúc farm ấy, thành ra khá là khó chịu. Đôi lúc bị, nói chung là bị mấy con quái của mình đang farm bị giết ấy. Là còn vô phá đánh PvP ngay chỗ đó luôn, vãi nồi thì chứ. Thành ra mình quay lại cái server VIP của mình. Thì đây là cái server VIP của một bạn fan này. Thì anh em có thể thấy trên cái góc màn hình. Thì đây là kênh của bạn ấy nha. Thì mình cảm ơn bạn này đã cho mình cái server VIP và luôn cái cả cái làm luôn cái server Discord luôn. Thì mình rất là cảm ơn bạn này. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi hành xác cái lũ này. Thì trong lúc mình đánh đó thì mình chỉ cài một mình cái cây cyber này thôi. Thằng lên thông thạo 300 luôn, vãi nồi thì chứ. Để mình coi thử đam bò nớt là bao nhiêu. 122, wow. Bật hạ cây lại. Sau đó đi farm cái đám cuối cùng này. Không, mình phải bung cho cây kiếm nó to nhìn nó mới chắc, hiểu không? Chờ chút. Ok, bung, bung. Ý, được. Mình cứ tưởng một fail chứ. Đây, tới đây thì quanh cái khu vực này có ba con, mà ba con này đứng rất là xa nhau, thành ra nó khiến mình farm rất là lâu anh em. À, khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ ấy. Nó cũng không lâu lắm, nó cũng hơi lâu thôi, không phải lâu tới cái mức là bạn farm cả tiếng đồng hồ mới lên cấp được, không phải vậy. Mình thấy farm này cũng nhanh, game chơi cuốn lắm anh em, thì nó khiến mình farm nhanh hơn đấy. Ba con nữa. Trời ơi sao tụi bay ở xa quá vậy. Đấy. Thấy cái chiêu này bay cũng đã đây. Nhưng mà nó bay không có xa bằng cái chiêu của cái gì ta, của cái electric anh em. À với lại mình để ý nữa là khi mình nhảy lên mình có thể gây sát thương cho quái này. Nhưng mà không gây có bao nhiêu đâu, cái con mà. Thì cái trái này thuộc dạng là nhảy rất là cao nha anh em. Đấy, nhảy rất là cao. Đấy. Nếu anh em nào mà xài tộc thiên thần nữa thì thôi, nó nhảy thẳng lên trời, nó đứng luôn. Ê, mẹ ghét cái bọn chơi sờ bi ca này kia. Sờ bi ca này, đây là cấp. Mình không biết cái server này có thằng gì ta, cái thằng boss ở trên nó không. Ý là nó spawn chưa, mình không biết nữa. À, thằng tên gì ta, mới nhớ đâu quen rồi. Để coi lại Jeremy.
ok, mình sẽ đi đánh Jeremy à. Thì mình đã có cái áo choàng rồi, thì lúc đó mình farm rớt rồi luôn anh em. Trời đất ơi. Không biết cấp bao nhiêu mới qua hòn đảo tiếp theo ta. Hòn đảo tiếp theo là ở đâu ta? Mình không biết cấp tiếp theo là sẽ qua hòn đảo nào nữa. Ấy, ấy Jeremy không có anh em. What the fuck? Ở thiệt tình luôn. Ok, thôi mình sẽ chuyển hướng qua đánh Fujitora anh em. Không biết Fujitora được spam chưa ta? Cái này mình biết nữa, chắc mình phải ra một cái server khác rồi anh em ơi. Cái server này nó mới quá, thành ra nó chưa có đủ thời gian để bọn nó spam ấy. Nghe nói đâu đó là 20 phút. Ôi trời ơi, nó lâu quá đi. 20 phút nha. Trời ơi, boss gì hầu sinh lâu vậy? Ở đây có con quỷ nào ta? À, cái con diamond ấy. Để mình qua coi thử có không. Rồi, có cảm giác không có nha. Coi thử qua rồi tính sao. Ê, ngó lại mình thấy cái chiều long kích này bay cũng xa đấy vậy bộ. Đâu phải bay gần đâu. Đấy, bay cũng xa đấy, dặn dừa đâu. Ok, thì mình sẽ để trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố farm ra cây Gravity Can từ Fujitora và cái gì ta. Thì thế thôi. Mình đâu có còn biết con boss nào rớt thêm vũ khí gì đâu. Thì cái map này còn mới với mình, thành ra mình cũng chưa biết nhiều về cái map này. Ok. Nếu anh em nào thấy thích video này cho mình một like, một share, một đăng ký nha. Thì video mình đã khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc tại đây. Ok, và cũng nhớ nhấn vào cái chuông để biết được thông báo video mới của mình. Ok. Và hẹn anh em ở video tiếp theo của mình. Bye bye.